Herathon Bunmathan phạm lỗi nhiều nhất ở AFF Cup 2020. Theo thống kê từ ban tổ chức AFF Cup 2020, Herathon Bunmathan dẫn đầu danh sách thẻ vàng ở AFF Cup 2020. Hậu vệ sinh năm 1990 chỉ đá 5 trận, nhưng là cầu thủ duy nhất nhận tới 3 chiếc thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ ở các trận bán kết lượt đi và về với đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao này để lại hình ảnh xấu xí khi chủ động giật trò vào mặt Quang Hải trong một tình huống tranh chấp sát đường biên. Trong tình huống đó, trọng tài chính đã không nhìn thấy, song vị trọng tài viên đứng ngay gần đó cũng không báo lỗi để đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt. Với hai tấm thẻ vàng phải nhận trong các trận đấu với Việt Nam, Herathon bị treo giò ở trận chung kết lượt đi gặp Indonesia. Tuy nhiên, trong trận lượt về, hậu vệ sắp sang tuổi 32 này cũng kịp kiếm thêm một thẻ vàng nữa ở phút 90+3 sau hành vi đánh nguội một cầu thủ của Indonesia.